tôi xin lỗi cô. Chắc do tôi đi trời nắng á, tôi tới đây tôi qua mắt mệt quá nên lỡ đụng chúng cô. Không sao đâu cô, cô mệt hả? Hay thôi cô nghỉ đi, để con dắt giùm con nha. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Ủa My? Ủa Lan? Ủa sao tự nhiên nay tàn tới mức đi chiếc xe cúp này luôn hả? À không, cái này là... Thiệt ra tôi cũng biết là công ty bà làm ăn không tốt, nhưng mà tôi không nghĩ là Thành ra vậy luôn á. Đường đường là đại tiểu thư của một tập đoàn giàu có, đi đâu cũng có người đưa người đón hết. Đúng là thời thế mà, lên voi xuống chó, không biết đâu mà lần ha. Vậy mà tới buổi họp lớp của tụi mình là vui rồi ha. Nè, tối đây ăn vậy có tiền trả không đó? Hay là phá sản cái đói quá qua ăn ké vậy? Đi ăn ké cũng phải trả tiền nữa nha. Bà yên tâm đi, tôi có tiền mà. Vậy hả? Nói được làm được nha. Chứ đừng có tí hả, tính tiền xong rồi chuồn thì kỳ lắm. Chào mọi người. Nè, hôm nay đại tiểu thư tới họp lớp với tụi mình đó nha. Ý, quên, cái danh xưng đại tiểu thư đó là ngày xưa rồi, bây giờ mọi người cứ gọi My chỉ là My thôi ha. Mọi người biết gì không, công ty của My phá sản rồi đó. Nãy tôi thấy My chạy chiếc xe cúp tới á, mà đi xe cúp thì sao gọi là đại tiểu thư được, đúng không? Bạn bè không mà, gọi My là được rồi. Mà My nè, công ty bà phá sản sao mà sa sút dữ vậy? Có gì bà nói tụi tôi trước để ăn cái quán bình dân được rồi cho nó hợp với túi tiền của bà. Chứ vô cái một cái quán sang trọng như vậy bằng cả tháng lương của bà. Không sao đâu, cứ theo được mà. Nè, cầm đi. Ủa, cái gì vậy? Cái bọc. Trời đất ơi, bạn bè không với nhau mà có gì đâu sĩ diện. Tí nữa đồ ăn nào mà mọi người ăn thừa bà cứ bỏ bọc mang về, khi nào đói thì hâm lại ăn. Tôi biết là công ty bà phá sản, ngoài cái cơ hội lần này ra, ít lần nào bà được ăn ngon như vậy lắm nha. Cố gắng lên. Cảm ơn bà, quan tâm tôi quá. Ôi, sẵn có mọi người ở đây, tôi muốn mời tất cả mọi người đám cưới. Trời ơi, chúc mừng nha. Sẵn sàng tôi cưới rồi. Wow. Đây. Chúc mừng ông nha. Không ngờ ông là người cưới sớm nhất lớp đó. Ê, mà mọi người nhớ gì không? Hồi xưa lớp mình có hứa ai cưới đầu tiên thì những người còn lại sẽ mừng cưới 10 triệu đó, nhớ không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, có hả? Sao tôi không nhớ gì hết ta? Có phải là 10 triệu đối với bà nhỏ bé quá cho nên bà không thèm để tâm đúng không? Chứ còn gì nữa? Đúng rồi. À, hay là thế này đi. Bây giờ á, mỗi người bỏ vào lại 10 triệu đi, bỏ tiền mặt luôn. Được đó, làm liền đi. Mà nè, sao không chờ tới ngày mừng cưới á, rồi mình đi mừng luôn? Phải bỏ ngay bây giờ hả? Đúng rồi, trước sau gì cũng đi mà. Bây giờ mọi người bỏ trước tiền mặt ở đây để phòng trường hợp các ông các bà trốn đi đám cưới rồi thất hứa thì sao, đúng không? Bà đừng nói với tôi là bà không có nổi 10 triệu trong người nha. Có chứ sao không, nhưng mà tôi xài thẻ, tôi không có cầm tiền mặt nhiều như vậy. Vậy bà đi rút đi, ngay bên cạnh này có cái ATM nè. Ngay bây giờ luôn hả? Đúng rồi, ai cũng bỏ đủ hết rồi nè. Tôi đây một cái đứa xa cơ thất thế, chạy chơi cúp mà còn có tiền bỏ. Không lẽ bà không có, đúng không? Sao mà tôi không có được? Thì tôi nhắn tin bạn trai, kêu bạn trai đi rút tiền xong rồi mang qua đây là được chứ gì. Ủa, bà Mai chơi lớn quá nha, 20 triệu luôn. Chứ sao nữa, đứa đầu tiên trong lớp mình cưới mà, 20 triệu nhầm nhỏ gì. Tôi cảm ơn mọi người nha. Ê mà, xong ở đây rồi mình có đi tăng heo ta? Đi đi, đang vui mà. Bà đi không? Tôi có hẹn với bạn trai rồi, mọi người đi chơi vui vẻ ha. Bà này sao đó, bữa nay đang vui, tự nhiên về cục hứng quá à. Đúng rồi, lâu lâu lớp mình mới hợp như vậy mà giờ thiệt có tụt mút ra chán mà ghê luôn á. Thôi, người ta không đi thì mình đi, có gì đâu. Thôi mình ra ngoài chụp hình đi. Không được, đi chụp hình đi. Chụp hình không? Mọi người ra trước đi ha. Ok, đi. Tiền nè. Mất mặt dễ sợ, có bao nhiêu tiền cũng bắt anh mượn nữa. Thì em hết cách rồi, em mới nhờ tới anh.
em bán xe rồi em trả lại cho. Đã không có tiền rồi mà sống sang chảnh làm chi? Thôi bạn bè mời quán cốc được rồi, hẹn chi cái quán sang vậy? Rồi sống sĩ diện ai coi, sĩ diện ảo quá trời đi. Không có tiền thì không có tiền, bày đặt này kia nữa. Nhà cũng bán, xe cũng bán rồi, giờ lấy gì lo thân? Chuyện đó em tính sao? Anh nhiều chuyện quá à. Mệt quá, nói cái gì cũng nói lại được hết đó. Tính sao tự tính đi, tôi với cô bây giờ đường ai đây đi. Nè, lúc tôi giàu có tôi lo cho anh không thiếu một thứ gì. Bây giờ tôi lỡ xa cơ một cái, anh đối xử với tôi vậy hả? Là tại cô ngu. Ai biểu mê tôi làm chi đáng chịu. Bây giờ cô không có gì trong tay hết á, tôi quen cô làm gì nữa? Biến khuất mắt tôi nghe chưa? Bọn tao biết chuyện công ty mày gặp khó khăn rồi, cũng biết là tính mày tự trọng cao nên không chịu nói ra với bọn tao. Số tiền này gom lại để giúp đỡ mày cầm cự việc làm ăn thêm một thời gian nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, cố lên. Có gì có thể cứ tìm tới bọn tao nha. Cảm ơn tụi mày nhiều.